Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn ván cờ thế Tam Anh Chiến Lã Bố, ván thứ 5. Như các bạn thấy, ván này là một biến thể của ván Tam Anh Chiến Lã Bố. Nhưng bên đỏ được bày thêm con tốt 9 và bên đen có thêm con tượng 1 và con tôn 1 quá hà. Các nước đi ban đầu của hai bên không có gì thay đổi, giống như ván cờ gốc. Các bạn có thể tham khảo các biến hóa từ nước 1 đến nước 6 ở ván Tam Anh Chiến Lã Bố ván 1. Tiếp theo, ở đây nếu đen không đi nước tượng 1 tiến 3 mà đi đen có thể thua cờ. Tiếp theo đỏ đi, đen thua cờ vì chậm hơn một bước. Tất nhiên, đen cũng không thể bình xe vì tốt 9 đỏ ăn tượng sẽ thắng cờ. Do đó đen đi. Ván cờ tiếp theo. Ở nước này, nếu đỏ không đi xe 1 bình 4 mà đi nước khác, đỏ có thể thua cờ. Các bạn có thể tham khảo ở ván Tam Anh Chiến Lã Bố ván 3 biến 1. Ván cờ tiếp theo. Đỏ tốt 7 bình 6. Nếu đỏ không đi tốt bình 6 mà đi tốt 7 tiến 1. Tiếp theo. Đến đây đỏ có hai cách ứng phó. Một là ván cờ tiếp theo. Đỏ thua
nếu đỏ không xe 4 bình 5. Phương án thứ hai là ván cờ tiếp theo. Đỏ thua cờ. Đỏ thua cờ vì lộ mặt tướng. Do đó ở nước này đỏ đi tốt 7 bình 6. Ván cờ tiếp theo. Đến đây đỏ đi tốt 6 tiến 1. Ngoài nước này đỏ có một lựa chọn nữa là pháo 5 tiến 1. Các bạn theo dõi diễn biến của nước tốt 6 tiến 1. Ván cờ tiếp theo. Hòa cờ vì đen không bị kẹt nước đi. Đỏ không có cách gì bắt được tượng hoặc tốt của đen. Ở nước này nếu đỏ không đi tượng 3 lùi 5 mà đi tốt 6 tiến 1 chiếu tướng. Ván cờ tiếp theo. Cờ hòa vì đen không bị kẹt nước đi. Ở hình thế này nếu đỏ không đi tốt 6 tiến 1 mà đi pháo 5 tiến 1 tiếp theo có thể là theo luật cờ xưa nhất chiếu nhất cách là hòa. Ở đây xe nhất một nước chiếu tướng, một nước bắt pháo nhưng pháo có căn cho có tượng giữ. Mời các bạn xem lại diễn biến chính của ván cờ.
Chúc các bạn nghiên cứu ván cờ thành công.